vận hạn năm 2024 của người tuổi hại tình tiền tỷ lệ nghịch đào hoa phơi phới nhưng tiền bạc kém may mắn tử vi tuổi hại năm 2024 không có điểm đột phá ít sự may mắn hơn so với hai năm liền kề trước đó cùng với khó khăn thời cuộc chung công việc nhiều bất lợi và thách thức tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước nếu không chịu khó gia tăng thêm nguồn thu phụ. Duy chỉ có tình duyên là điểm sản bất ngờ. Xem tử vi năm 2024 của các tuổi hại, ất hại, đinh hại, kỷ hại, tân hại và quỷ hại. Tuổi kỷ hại sinh năm 1959, năm 2024 này là 66 tuổi, mệnh bình địa mộc tương sinh lưu niên tuổi tân hợi sinh năm 1971 năm 2024 nay là 54 tuổi mệnh thoa xỉn kim tương khắc lưu niên tuổi quỷ hợi sinh năm 1983 năm 2024 nay là 42 tuổi mệnh đại hải thủy tương khắc lưu niên tuổi ất hợi sinh năm 1995 Năm 2024 này là 30 tuổi, mệnh sơn đầu hỏa, Bình Hòa Lưu Niên. Và tuổi Tinh Hải sinh năm 2007. Năm 2024 này là 18 tuổi, mệnh ốc thượng thổ, tương Sinh Lưu Niên. Tử vi năm Giáp Thìn 2024 của con giáp ngư tuổi hợi không có điểm đột phá ít sự may mắn hơn so với các năm trước đó. Cùng với những khó khăn thời cuộc chung, công việc nhiều bất lợi, lẫn thách thức, tiền bạc cũng khó kiểm hơn trước nếu không chịu khó gia tăng thêm các nguồn thu phụ. Điểm sản tốt nhất trong năm hội tụ ở phương diện tình cảm gia đạo. Nhờ có các tin chủ về nhân duyên vượng chiếu mệnh mà người độc thân có thể đón tin vui, gia đình có hệ tĩnh tình vui sinh con đẻ cãi. Nhìn chung, xuyên suốt năm giáp thìn 2024 này không quá ảm đạm, vẫn có thời điểm phấn khí lên, có các tình dạy cũ, chỉ cần được sổ tập trung làm ăn, nỗ lực, lăn xả hết mình, chủ động sáng tạo, không đi theo tâm lý đảm đông thì đâu sẽ có đó, công lao bỏ ra rồi sẽ được đền đáp tương xứng tâm lý ỷ lại, ngại khó, ngại khổ là nguồn cơn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp lãnh đạo. Theo đó, công việc thường xuyên lâm vào bể tắc, khó có thể phát huy được điểm mạnh của mình. Cơ hội thăng tiến hầu như không có. Việc mở rộng quy mô làm ăn sẽ gặp khó lúc khỏi sự, nhưng nếu hạ quyết tâm tới cùng, nhờ sự hỗ trợ từ người khác, tính khả thi vẫn rất cao tiền bạc có dấu hiệu tụ tạng thất thường vì hào tình triểu tiền kiếm được cũng dễ tiêu hao nhìn chung đồng tiền chảy vào tuổi không được suôn sẻ như dự kiến có lúc tiền tới tay rồi lại để mất người làm công ăn lương nên nghiêm túc với nhiệm vụ của mình đừng để xảy ra lỗi kẻo bị trừ lương còn nếu muốn cải thiện cuộc sống thì có thể thử sức với các công việc làm thêm còn người làm ăn kinh doanh cần phải vững vàng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Được các tinh đào hoa chiếu mệnh, người độc thân được may mỏi cho đỏ tượng triển vọng. Nhưng quan trọng là bạn mở cửa trái tim, như vậy mới tìm ra người phù hợp. Với các cặp vợ chồng, hãy hạ cả tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Như vậy thì mỗi quan hệ gia đình mới yên ấm, gia đạo nhìn chung hài hòa, có hệ tính trong nhà sức khỏe trong năm giáp thình này của người tuổi hoài bình ổn bệnh vặt khó tránh nhưng không mắc bệnh nghiêm trọng nên chú ý thời gian để nghỉ ngơi rèn luyện thể dục thể thao đầy đủ tránh áp lực kéo dài khiến cơ thể suy nhược chỉ nhớ giảm súc có bệnh cần tuân thủ nghiêm chỉ dẫn của bác sĩ tránh nóng vội kẻo bệnh thêm trầm trọng xem vận hạn năm 2024 của người tuổi hại luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Công việc trong năm giáp thình thường xuyên đối mặt với thách thức lẫn khó khăn. Một phần do tình hình chung của thời cuộc, một phần do tác động của hung tinh phong thân. Vì vậy đường sổ hành sự thận trọng, ngay cả trong những công việc quen thuộc cũng không được phép lơ là. Nếu không, những rắc rối bất chợt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như bị trừ lương, kỷ luật, thậm chí vướng vào rắc rối kiện tụng. Đặc biệt, cẩn thận trước những chiêu trò trên xấu của đối thủ cạnh tranh hoặc những lời nịnh bợ của kẻ khác. Nếu dễ dàng tin theo thì bạn dễ lạc mất phương hướng của mình. Thương quan còn tác động khiến mối quan hệ giữa bản mệnh với đồng nghiệp hay lãnh đạo không được tốt cho lắm. Đôi bên thường có những ý kiến, quan điểm trái ngược nhau, nên lúc làm việc không khó tránh khỏi mâu thuẫn. Thậm chí nhiều khi bạn cảm thấy cấp trên, đồng nghiệp như cố tình gây khó dễ cho mình, không để mình phát huy điểm mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, bạn cũng cần chú ý hơn tới cách hành xử của bản thân, trở nên nóng nảy nói những điều khiển đối phương phật ý đẩy mâu thuẫn với lãnh đạo lên cao trào thì người chịu thiệt thôi vẫn sẽ là bạn mà thôi với những người làm lãnh đạo bản mệnh cũng trở hành xử một cách độc đoán bắt buộc người khác phải làm theo ý kiến của mình còn giáp này cần học cách cân bằng vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau đồng thời thử lắng nghe quan điểm của người khác Tuy nhiên, sự nghiệp của con giáp người tuổi ngoại cũng không chỉ toàn những điều không như ý. Có một số thời điểm các tên Long Đức hay Hồng Loan, các tên xuất hiện mang tính chất giải cũ kịp thời, được tổ tiên độ mệnh các lành. Chỉ cần đường sổ làm việc nghiêm túc, nỗ lực lăng xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác, thì khi khó khăn, ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tài giúp đỡ, chỉ ra cho bạn một hướng đi thoát khỏi bế tắc. Các mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể, tạo bước điểm cho công việc thuận lợi hơn. 2. Luận về phương diện tài chính Ta lộc trong năm giáp thình kiểm sắc hơn so với năm quỹ mão 2023, khó hứa hẹn bước phát triển nào lớn trong thời điểm này. Trong năm có chính tài trợ mệnh đừng sổ nên tập trung làm công việc chỉnh để duy trì các nguồn thu chính, không nên quá vội vàng trong các việc đầu tư kẹo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hay ôm đơm quá nhiều việc cùng lúc kẹo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy đến. Mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác cũng khiến cho hiệu sức công việc giảm sút một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thấy mạnh của mình vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ chậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chân. Bạn cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy thì bạn vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng giữa sự phù trợ của chính tay. Nếu muốn cải thiện thu nhập bạn có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn cần phải cân bằng được các công việc chính. Dù muốn làm giàu đến mấy, bạn cũng trở nên ôm đồm công việc kẹo cơ thể mệt mỏi mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Với người làm kinh tế, việc kiểm về lời lại có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó hung tin phong thần khiến cho các kế hoạch của bạn gặp trục trặc liên tiếp. Còn giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngắm ngâm hãm hại lúc nào không hay. Còn giáp người tuổi hại cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh từ đối thủ. Nếu có ai đó rủ rê bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì bạn cần hết sức thận trọng không có món hơi nào từ trên trời rơi xuống, chỉ có những cái bẫy dăng sẵn cho bạn rơi vào mà thôi. Tiểu Hào cũng cho thấy, trong năm giáp thình này, bạn còn phải tốn kém nhiều tiền bạc cho các hoạt động xã giao hoặc thủ vui mua sắm của mình. Các khoản xã giao là không tránh khỏi, song bạn cũng cần phải cân đổi chi tiêu, tránh mua sắm lãng phí, nếu có thể giảm bớt được số lần tụ tập, giao lưu, thì nên giảm bớt. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Các tình hồng loan xoay triểu đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bạn cả vườn, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có. Còn giáp người tuổi hại thường được người thân hoặc họ hàng giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là bạn phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu bạn cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì mỗi quan hệ vẫn dặm chân tại chỗ không có tiến triển. Với những người đã từng phải chịu vết thương lòng trong quá khứ thì đây là lúc bạn buông bỏ rồi. Đừng để cho những người đã bước qua cuộc đời mình ngăn cản mình đến với hạnh phúc đích thực xung quanh bạn vẫn cần rất nhiều người xứng đáng để bạn trao gọi tình cảm đấy. Tuy nhiên, ngũ hành lưu niên tương khắc lại đem tới những tác động bất lợi cho mối quan hệ vợ chồng. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí có một số cặp đôi còn đồng sàng dị mộng muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mình đang có. Đừng buông thả bản thân chỉ vì thủ vui bất trợt. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thẳng, trở nên giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ, thậm chí nửa cuối năm có thể đón tin vui về con cái. 4. Luận về phương diện sức khỏe May mắn là người tuổi hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trên phương diện sức khỏe. Còn giáp này hãy cố gắng duy trì lỗi sinh hoạt điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu gặp phải chuyện gì căng thẳng trong cuộc sống, đừng quên chia sẻ với người đáng tin cậy xung quanh mình như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong năm, bệnh vật khó tránh, nhất là lúc giao mùa hoặc khi có dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu như đường sổ không mắc bệnh nghiêm trọng. Với người mắc phải bệnh mãn tính thì nên tuân thủ theo lời căn dặn của bác sĩ. Nếu thấy chữa trị chưa hiệu quả thì cũng trở nên quá sốt ruột bởi có thể công hiệu của thuốc sẽ phát huy từ từ. Bạn chỉ cần giữ tinh thần lạc quan tích cực, bình tĩnh, chữa trị thì ác sẽ thấy khỏe, mạnh hơn. Xem vận hạn năm giáp thân 2024 cho từng tuổi hại. 1. Tuổi kỷ Hợi sinh năm 1959 Năm giáp thìn có thể là một năm không quả yên bình đối với người tuổi kỷ Hợi sinh năm 1959. Bạn không nên mất tập trung trong công việc, cho dù đó là việc bạn đã quen thuộc từ trước đến nay. Hôn tình có thể khiến cho con giáp này có những sự cố bất ngờ xuất hiện, nếu không chú ý có thể rơi vào cảnh không kịp trở tay. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, chủ yếu bản mệnh vẫn thu được một khoản tước tác từ những việc hoạt động buôn bản kinh doanh quen thuộc. Vì đã kinh doanh lâu năm nên bạn có một lượng khách hàng ổn định, không quá lo lắng tới sự cạnh tranh từ đối thủ. Mỗi quan hệ không mấy yên ấm, bạn cảm tưởng như nửa kia của mình đã thay đổi, luôn cảo cảnh hoặc đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc bắt mình phải nghe theo. Nếu có khi không hài lòng thì bạn nên chia sẻ thẳng thẳng với đối phương, đừng giấu trong lòng rồi nảy sinh cảm giác khó chịu, bức bội. 2 tuổi Tân Hải sinh năm 1971 mệnh kim. Người tuổi Tân Hải sinh năm 1971 cần xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống khi bước sang năm giáp thìn này. Đặc biệt phương diện sự nghiệp Người làm lãnh đạo cần tránh đưa ra những quan điểm độc đoán bất cấp dưới phải nghe theo. Có thể chính bạn là người đã gây nên những bất mãn trong tập thể chuyện làm ăn kinh doanh cả bấp bên trong lúc này. Lúc bạn thu được về nhiều tiền trong tuổi, lúc lại trắng tay. Thời điểm này, bạn cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, tránh những chiêu trò cạnh tranh từ đối thủ, không được lơ là một chút nào là bị hãm hại ngay. Đồng thời, đừng vội vàng chốc hết tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng khi vợ chồng bạn điều quả bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm tới gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cảm dỗ, bạn mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân xa ngã, gây tổn thương cho người thân. 3. Tuổi quỷ Hợi sinh năm 1983 Năm 2024 này, có thể người tuổi Quỷ Hợi sinh năm 1983 có thể sẽ phải trải qua nhiều sự thay đổi trong công việc. Cảm giác bỡ ngỡ lúc này là không thể tránh khỏi. Xong, bạn đừng vì thế mà nghĩ tới việc từ bỏ. Chỉ cần bạn chăm chỉ cố gắng thích nghi thì đâu sẽ có đó, thậm chí bạn còn gặt hái được một thành tựu nho nhỏ nào đó. Tình hình tài chính có thể sẽ chưa đạt được những bước đột phá như mong muốn. Song, ngư tội quỷ hại đừng quả xúc ruột, hãy tập trung cho các công việc thể mạnh của mình. Bạn có thể tìm được thị trường ngách và kiếm lời từ đó. Ngoài ra, đừng lơ là trước sự cạnh tranh của đối thủ. Bạn cần liên tục đổi mới bản thân để thu hút lượng khách hàng mới, nếu không dễ trở thành người tục hậu trong gia đạo vợ chồng bạn đã dần biết hạ cả tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn nhờ vậy mà nhiều mâu thuẫn được tháo gỡ nhanh chóng dù bận rộn nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên nhau cũng như ở bên con cái nhiều hơn giúp tình cảm gia đình thêm phần gắn kết 4. tuổi ất hợi sinh năm 1995 mệnh hỏa Người tuổi ất hại có thể sẽ trải qua một năm giáp thìn 2024 chưa có bước phát triển mới nào. Người làm công ăn lương đôi khi vẫn phải mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc đồng nghiệp khiến công việc tiến triển khá khó khăn. Hãy chú ý cách hành xử của mình trở nên gây thù trúc oán với người khác. Trước khi trách móc người khác thì bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Trên phương diện tài lộc, việc làm ăn sẽ không đơn giản như dự kiến của bạn. Có lẽ bạn nên dành thêm nhiều thời gian hơn để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm. Như vậy thì khi bắt tay vào công việc, bạn mới đỡ bỡ ngỡ hoặc ngây thơ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu gian sẵn. Chuyện chi tiêu cũng cần chú ý tiết kiệm hơn, trở nên chạy theo xu hướng. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển tích cực, nhất là người độc thân vẫn muốn sống trong thế giới riêng của mình nên không muốn mở lòng với người khác. Còn với ai đã có đôi có cặp, dường như hai bạn vẫn còn khá trẻ nên thường xuyên chấp nhặt với nhau. Chuyện cãi cọ, mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Hãy chú ý đừng có chuyện bé sẽ ra to, bạn có thể đẩy mỗi quan hệ đôi bên đến bờ phực thẩm. 5 tội Đinh Hải sinh năm 2007. Năm giáp thìn này không đem tới quá nhiều điều thuận lợi cho người tuổi Đinh Hải, nhưng nhìn chung mọi việc không đến nỗi quá khó khăn. Bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là việc học, trở nên quan tâm quá nhiều tới những thú vui bên ngoài. Nếu bạn lơ là thì dễ mắc những lỗi sai không đáng có, kết quả thi cử không được như ý muốn, tụt lùi so với bạn bè lĩnh vực chi tiêu cũng cần chú ý tiết kiệm, nhất là khi bạn vẫn sống dựa vào gia đình. Hãy chỉ dành nhiều tiền để mua những món đồ cần thiết, phục vụ nhu cầu chính đáng, không nhất thiết phải chạy theo cho bằng bạn bằng bè. Người tuổi đinh hại cũng không nên dành quá nhiều quan tâm, thời gian cho chuyện yêu đương. Trung động ở độ tuổi này là khó tránh khỏi. Xong, bạn cần xác định một tiêu chính của mình là học tập, trở về chuyện yêu đương mà lơ là nhiệm vụ quan trọng. Nếu có thể, hãy coi bạn bè là động lực để cùng vươn lên chạm tới ước mơ, gặt hái điều mà mình mong muốn. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi hợi qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch tháng này làm việc vất vả mà thu về thành quả không tương xứng. Có đêm tiểu nhân quẩy phá, ăn nổi giữ mồm giữ miệng, tiền bạc tuy kiếm được nhưng cũng tiêu hao khá nhiều. Tháng 2 âm lịch, tháng này vận đào hoa vượng, mang tình vui cho người độc thân hoặc các cặp vợ chồng hiếm muộn con cái. Công việc tiến triển khá thuận lợi do sự thay đổi đáng kể từ chính bản thân đường sổ. Tháng 3 âm lịch, tháng này gặp bể tắc trong công việc, thiếu ý tưởng sáng tạo mới là nguyên nhân khiến công việc bị trì trệ. Có thể cần nhắc thay đổi công việc nếu đã chán hoặc không thấy phù hợp. Tháng 4 âm lịch, tháng này công việc có nhiều áp lực gặp trục trặc đòi hỏi phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết ổn thỏa. Có dấu hiệu thị phi hoặc kiện tồn, cẩn thận khi kỹ tả giấy tờ, hợp đồng quan trọng. Tháng 5 âm lịch, tháng này mâu thuẫn trong tình cảm lửa đôi khiến tinh thần bất ổn là nguyên nhân trảnh mạn công việc hoặc đưa ra những quyết định sai lầm nào đó, đề phòng tai nạn đường sông nước. Tháng 6 âm lịch, tháng này tài khí gia tăng, có thêm nguồn thu phụ, tiền bạc tiêu pha không cần phải nghỉ, có quý nhân hỗ trợ về tài chính, làm ăn có lộc hơn trước. Tháng 7 âm lịch Tháng này đề phòng bị mất trộm đồ hoặc tiền bạc, đi xa gặp bất lợi có thể bị lỡ tàu xe hoặc gặp sự cổ bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Tháng 7 âm lịch Tháng này có lọc kinh doanh buôn bản nhưng chưa thật sự bùng nổ, khó khăn công việc dần được tháo gỡ, làm mãi cũng đến ngày gặt hải thành quả xứng đáng. Tháng 9 âm lịch Tháng này có bệnh vải tử phương, tiêu hào không ít tiền bạc, Tuy nhiên sớm gặp được thầy được thuốc bệnh nhanh khỏi có đêm thị phi cẩn trọng trong các mối quan hệ tháng 10 âm lịch tháng này tâm lý nóng vội hoặc lừa nhát khiến công việc bị chậm tiến độ hoặc bị khiển trách đi đứng cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ tháng 11 âm lịch tháng nay tiền bạc có dấu hiệu gia tăng có thêm nguồn thu phụ hoặc các khoản thưởng nóng Đào Hoa vượng, người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Tháng 12 âm lịch, tháng này tiêu hao nhiều tiền bạc cho việc sửa chữa nhà cửa, nâng cấp các mối quan hệ xã giao hoặc thỏa mãn nhu cầu mua sắm cá nhân. Công việc tùy áp lực nhưng có thu về thành quả tốt. Kết luận. So với vận hạn năm Quý Mão 2023, vận trình năm Giáp Thìn không lý tưởng nhưng chưa đến nỗi quá tệ. Hôm cát đang sen, tốt xấu luôn song hành, đòi hỏi còn giáp người tuổi hoài phải nỗ lực nhiều hơn. Tránh tâm lý ỷ lại hoặc lời nhét thì việc gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa, cho ra kết quả như kỳ vọng. Trong năm nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc hoặc đựng núi này mà trong núi nọ kẹo không việc gì thành. Tiền bạc cũng đến chủ yếu từ nguồn thu chính, dẫu có thêm thu nhập ngoài luôn, cũng chỉ ở mức trung bình hỗ trợ thêm mà thôi.